Chào các bé, hôm nay chị Binh kỳ hướng dẫn các bé vẽ một nhân vật hoạt hình có sức mạnh siêu nhiên và cực kỳ nhanh nhẹn trong biệt đội siêu anh hùng, đó chính là người nhện. Nào, cùng lấy giấy bút và vẽ với chị thôi. Đầu tiên, chị vẽ một hình chữ nhật ở nửa trên của trang giấy để tạo thành phần đầu cho người nhện. Tiếp theo, chị vẽ một hình thang ngay bên dưới phần đầu để tạo thành phần thân cho bạn ấy nhé. Sau đó, chị chia đôi phần thân bằng một đường thẳng đứng và vẽ tiếp một nét cong ngay phần thân dưới. Chúng ta sẽ vẽ thêm hai chân và hai tay cho bạn người nhện. Ở phần đầu, chị chia đôi hình chữ nhật bằng một đường thẳng đứng. Sau đó chị dùng nét cong định hình phần đầu tròn tròn với bạn người nhện của chúng ta. Chị sẽ xóa đi những nét vẽ dư. Tô lại những phần còn mờ. Tiếp theo, chị vẽ cho người nhện hai mắt thật to và đặc trưng của bạn ấy nhé. Bây giờ, các bé hãy quan sát và vẽ theo chị những đường cong nhìn như tơ nhện ở phần đầu, hai tay áo, phần thân và chân của người nhện nhé. Các bé nhớ vẽ ở giữa ngực áo bạn ấy một chú nhện thật ngộ nghĩnh nào. Phần vẽ rồi, cùng chị tô màu thôi. Chị dùng màu đỏ rất đặc trưng của người nhện để tô cho phần đầu, hai tay áo dưới, hai bàn chân và phần thân của người nhện. Các bé nhớ tô viền trước để không bị lem nha. Bé nhớ trừ lại hai mắt, hai tay áo trên và phần chân để tô màu khác nhé. Chị dùng màu đen để tô cho hai mắt to của người nhện. Các bé tô cẩn thận để không bị lem nha.
tiếp theo, chị sẽ dùng màu xanh để tô cho phần tay áo trên và phần chân mà chúng ta đã chừa lại từ lúc nãy. Màu đen để viền lại những nét cong như mạng nhện và làm cho bạn người nhện của chúng ta thật nổi bật. Rồi. Bạn ngay trên này đi khoe bạn bè thôi. Chào các bé và hẹn gặp lại lần sau. Chào các bé. Hôm nay chị Binh Kỳ sẽ hướng dẫn các bé vẽ một nhân vật hoạt hình cực kỳ đáng yêu. Bạn này có đặc điểm là có thể phóng ra điện ra các bé ạ. Đó chính là bạn Pikachu. Để vẽ bạn Pikachu thật đẹp, đầu tiên chị sẽ vẽ những hình khối lớn để định hình các bộ phận của bạn ấy nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ thôi nào. Chị sẽ vẽ